Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay bên em sẽ giới thiệu ba cái mẫu chai nước hoa nam của thương hiệu Jam ha. Mẫu mới 2024. Đây là những cái chai mà bản nâng cấp của những cái chai cũ. Nâng cấp thêm cái nồng độ tinh dầu cao hơn ha. Nồng độ cao nhất hiện nay là cái dòng độ nè. Hiện tại hồi xưa là EDT rồi xong rồi EDB các bạn. Bây giờ nồng độ nó nè, extra là dòng độ cao nhất hiện nay á. Nếu mà các bạn mà mua những chai nước hoa trên thị trường mà nước hoa mà dòng Pháp nha, những chai Pháp á, là trên hiện tại trên ở Việt Nam mình nó ít hiếm khi nào bán cái nồng độ extra, tại vì nồng độ tinh dầu này nó lên tới 30-35% nồng độ tinh dầu, cho nên giá rất là cao. Mình ví dụ một chai nước hoa mà hàng Pháp đi, ví dụ một chai nước hoa Pháp như thế này thì cái nồng độ của nó ghi á, đa số trên thị trường nó ghi á, nồng độ là EDB, có nghĩa là E là parfum, hoặc là EDT ha các bạn, EDT đây. Ví dụ cái chai này nè, EDB là E là parfum, đó là tên thị trường của mình đó. Những cái chai Pháp hiện tại bán ở Việt Nam thì đa số là EDT và EDB là đã cao rồi ha. Còn nếu mà sản xuất ra những cái chai mà nồng độ cao nhất nữa, extra, thì cái giá nó tăng gấp mấy lần. Mình ví dụ cái chai này, ví dụ cái chai EDT này là 2 triệu. Còn nếu mà EDB là nồng độ tinh dầu các bạn, là lên 3 triệu. Còn cái chai nếu mà thêm một nồng độ tinh dầu cao nữa là lên 4-5 triệu. Thì trên thị trường ở Việt Nam mình ít bán những cái chai nồng độ cao như vậy, tại vì giá rất là cao. Thì nếu mà như vậy độ tinh dầu nó tới 30-35% thì độ lưu hương nó cực kỳ cao, độ lưu hương rất là khủng nha. Và tăng thêm cái độ mùi của nó thì rất là ở Việt Nam mình á, cái nồng độ đó thì nếu mà mình sử dụng cái chai đó thì cái mùi nó hơi bị nồng á. Cho nên hiện tại trên thị trường Việt Nam thì chỉ có đa số loại chai là EDT, EDB hoặc là parfum. Parfum là cao lắm rồi ha các bạn. EDT thì các bạn tham khảo thêm những nồng độ tinh dầu. Đối với ví dụ nồng độ tinh dầu EDT thì nó có khoảng bao nhiêu tinh dầu trong đó, ví dụ 5-10% tinh dầu. Còn EDB thì khoảng 10-20 hay đó, cái đó tham khảo thêm. Cái đó ở trên YouTube rất là nhiều các bạn phân tích cái nồng độ của nó, ví dụ nồng độ EDB thì có bao nhiêu tinh dầu, EDT bao nhiêu tinh dầu, về parfum là bao nhiêu tinh dầu, còn dòng cao nhất là extra là bao nhiêu tinh dầu. Cao nhất thì khoảng 30-35% độ tinh dầu ha các bạn. Đó. Còn những cái chai mà giá tiền rẻ nữa là độ tinh dầu của nó có 5%, 1-5% tinh dầu thôi, thì có đó là giá tiền còn rẻ nữa. Đó. Đó là mình phân tích cho các bạn hiểu là những cái nồng độ tinh dầu ha, đối với các bạn mà chưa biết. Còn nếu mà các bạn đã biết rồi thì thôi ha các bạn. Ok. Đó mình giải thích cái nồng độ tinh dầu. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn ba chai nước hoa nam. Đây là bản nâng cấp của Jam ha. Thì hiện tại nước hoa Jam của Việt Nam thì rất là nhiều người đã biết đến này ha. Có người biết, có người không biết, có người chê, có người khe xài hoài thích quá mua hoài, có người thì chưa xài mà đã thấy hàng Việt Nam đã chê đó. Rồi giá thì tùm lum giá, tại vì những cái da trên thị trường á, có những người mà bán, ví dụ người ta nhập về á, người ta bán không được á, không biết bán, không biết cách bán, thì người ta phá giá, giá bán thấp hơn những cái giá mà mình nhập nữa, thì cái đó là nhờ, là cái đó là đối với những người mà người ta không biết bán thì người ta bán giá đó, thì bán để thu hồi vốn hoặc là bán để dẹp luôn á, thì cái đó mình không nói ha, tại vì mình bán phải có lời. Còn nếu mình bán mà ví dụ cái chai chai này 850-950 mà bán 200-300-400 thì cái giá đó là sao mà cái giá đó chỉ có bán đi dục, đi phá sản thôi ha. Còn mình bán phải có lời, chứ bán kiểu đó là không thể nào mà bán được đó. Tin tưởng nhau mà mua. Thì thương hiệu Jam này á, thì rất rất là người Việt Nam mình rất là nhiều người biết đến rồi. Có nhiều người thì người ta biết nhưng mà người ta không xài, người ta chê hàng Việt Nam người ta không có xài. Còn có những người mà đối với học sinh, sinh viên, công nhân viên, những người mà ở dưới quê, những người người ta xài ít tiền, người ta không có tiền nhiều, thì người ta xài những cái chai như thế này, thì những chai như thế này đó, hàng rẻ tiền thì nó vẫn thơm.
Còn khi những người nào mà giàu có tiền, người ta sang chảnh thì người ta mua hàng Pháp. Đây, sang chảnh thì người ta mua hàng Pháp, người ta xài 3 4 triệu, 4 5 triệu, cái chục triệu người ta xài. Còn đối với học sinh sinh viên, những người mà ít tiền thì làm sao người ta có khả năng người ta mua những cái chai đắt tiền như thế này? Thì bắt buộc mình phải xài những cái chai hàng Cham, chất lượng của Việt Nam nè, hàng Cham, nước hoa Pháp. Đó, thì nhiều người xài đã đánh giá qua nhiều năm rồi. Thì người ta cũng biết là cái thương hiệu này thì hàng cũng thơm chứ không đến nỗi là hàng kém chất lượng đó ha. Người ta càng thiết kế ra chai càng nâng cấp lên, càng đẹp, chai càng chất lượng càng đẹp hơn, và giá nó càng quá rẻ, vừa túi tiền cho dân Việt Nam mình. Còn các bạn mà có tiền rồi thì có tiền thì các bạn mua những cái chai hàng Pháp ha các bạn. Rồi, ok. Rồi bây giờ nói nhiều quá hơi dài dòng ha. Bây giờ mình sẽ khui cái bảng nâng cấp của chai Food Water nha ha. Đây là mẫu cũ 100 ml của chai Water mẫu cũ nha các bạn. Mẫu cũ này nồng độ nó là Air Parfum. Còn cái độ này á thì chai mới này nó cũng là đúng với cái nồng độ Air Parfum luôn. Nhưng mà nó thiết kế ra cái chai khác nha các bạn. Cái chai nó đẹp hơn và cái hộp nó sang chảnh hơn. Cũng là 100 ml. 100 ml. Hả các bạn. Rồi cái chai mẫu cũ này nó có giá 6,5 triệu à. Còn đối với những cái chai mà hợp là mấy cái chai mẫu 2024 này giá nó cao hơn nha các bạn, 850 đến 950 một chai lận. Đó. Thì cái này là lô sản xuất mới nè. Cái lô sản xuất mới 2024 nha các bạn. Ok, cái lô này là cái lô ngày ngày 13 tháng 6. Sản xuất tháng 6 2024. Đó. Mỗi chai thì nó có một cái mã trong cái chai nha các bạn. Đó. Đó, đây là tem tem mới của công ty nè. Tem mới nó dài hơn và nó dai hơn, nó không có bị vỡ. Nó không bị rách như mấy cái mẫu cũ. Rồi, bây giờ mình sẽ khui trước cái chai water nha các bạn. Chai water thì thiết kế mỗi năm đẹp lên và mỗi sang chảnh lên ha. Tuy là hàng Việt Nam nhưng mà chai thiết kế ra rất là đẹp. Các bạn rất là đẹp và sang chảnh, giá thì rẻ, dưới 1 triệu là có những cái chai rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Đây cái chai của nó đó, rất là thích hợp cho các bạn mua tặng quà sinh nhật ha, tặng quà sinh nhật đó nè. Chai nè, cái hộp nó rất là sang chảnh nha các bạn. Đây là cái tem của nó, tem này tem mới, nó chất lượng hơn. Cái mẫu cũ cái tem nó hơi bị vỡ á, khi mà xa giao cho khách á, khách nói là mình đã xé tem nhưng mà thật chất là cái tem nó dễ vỡ lắm nè. Cái tem này tem dẻo tem dai thì nó ít khi mà bị vỡ ha, ít vỡ. Đây cái chai để nó, cái tem nó dai nhất luôn á, cái tem nó dai lắm các bạn. À, cái tem nó dai ghê không. Ok, đây nè cái chai nè. Đấy, wow, quá trời sang chảnh luôn. Các bạn có nghĩ là một chai nước hoa mà hàng Việt Nam chất lượng vừa phải ha. Đó, mà cái hộp rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Có nghĩa là bên Cham này thiết kế càng ngày càng đẹp ra và sang chảnh hơn ha. Dưới 1 triệu có 850 à, mà ra thiết kế ra một chai quá trời đẹp luôn. Đấy, cái chai của nó nè. Hộp rất là sang chảnh, phù hợp cho các bạn mua tặng quà ha. Đấy. Đây cái chai của nó nè, trời ơi chai thủy tinh cực kỳ đẹp ha. Đây là For Him Air Parfum, đó nồng độ là Air Parfum, là lưu hương tinh 8 giờ nha các bạn. Cái mùi hương của water này là cái mùi hương hương mát nha các bạn. Đây là cái mẫu mẫu cũ của nó nè, đây mẫu cũ của nó nè, cái chai của nó cũng là 100 ml đó. Mẫu cũ của nó là cái chai 100 ml nè đó. Còn cái mẫu mới của nó nha các bạn, mẫu mới của nó nhìn nó trong hơn ha, cái trong hơn ha. Đây cái chai của nó đây. Thì nếu mà các bạn mà đã thích cái hàng Pháp á, thích cái hàng Pháp á, thì các bạn đã biết cái chai water à, cái chai của Awa á, cái mùi hương của Awa water này nè, thì các bạn sử dụng qua cái chai này ha, mùi hương nó giống 90%, hương mát mẻ dễ chịu, hương biển mát mẻ dễ chịu đó. Nếu mà các bạn mà đã sử dụng cái chai này rồi thì giá tiền nhiều quá, triệu mấy, 2 triệu mấy, 2 triệu mấy, 3 triệu, tùy theo cái nồng độ của nó. Thì nếu mà các bạn thích cái mùi hương của cái chai water của Awa này thì các bạn có thể sử dụng qua cái chai này ha. Hương mát, hương biển mát mẻ dễ chịu, phù hợp cho mùa hè đó. Hương mát dễ chịu nha, phù hợp cho mùa hè. Đây mình thử cái mùi hương nó nha.
Đó, cực kỳ cái mùi hương này là phù hợp cho các bạn mùa hè nha, tại vì mùi hương tươi mát, hương biển tươi mát dễ chịu đó, dễ chịu, cực kỳ tươi mát dễ chịu đó. Trăm miêu thì bên mình có chiết luôn nha các bạn, tại vì á nếu mà các bạn chưa bao giờ thử qua chai nước hoa, tại nước hoa thì tùy người yêu thích, có người thích mùi này, có người thích mùi kia, có người thích hương này, có người thích độ hương lâu đó, cái đó là 9 người 10 ý, không thể nào mà phục vụ hết tất cả mọi người được, cho nên bên em có chiết nha, có chiết 10 ml để cho các bạn về thử. Các bạn về thử, nếu mà mình về mình thử à cái chai này nó mùi hương thích hợp với mùi hương của mình thì mình mua chai lớn, thì bên em có chiết nó chiết 10 ml đó, các bạn có thử mùi hương thì các bạn mua chiết, còn các bạn nào nào đã biết qua rồi cái mùi hương này thì các bạn mua chai lớn đó ha, rất là thích luôn đó. Cái chai của nó rất là đẹp nha các bạn, thiết kế cực kỳ đẹp luôn, nam tính, mạnh mẽ nam tính, thì các bạn nữ có thể mua tặng tặng cho người thân mình ha. Nó thiết kế một cái hộp cực kỳ sang chảnh nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bỏ qua, mình sẽ khui tiếp một cái chai khác nha, chai Kin đi. Rồi tiếp tục, bên em sẽ khui một cái chai chai Chama Kin nha. Cái chai này hiện tại bên em không có, chưa có cái mẫu cũ, mẫu cũ bán hết rồi. Cái mẫu cũ của nó chỉ có 60 ml thôi, bản cũ 60 ml, còn bản mới của nó là 100 ml nha. Còn bản cũ của nó là nồng độ là E3 phân, còn cái bản nâng cấp 2024 này á là nó nâng cấp lên cái nồng độ tinh dầu cao nhất hiện nay là S chai nè, là cái nồng độ cao nhất là lưu hương tên 12 giờ đó, Chamakin. Thì các bạn đã xài qua chai này rồi thì nhiều bạn đã biết rồi ha, còn nếu mà các bạn chưa xài qua cái chai này á thì các bạn có thể thử mùi hương chiết 10 ml về thử nha. Cái chai này á thật phù hợp cho các bạn làm văn phòng, đi chơi, đi làm, tại vì nó không có bị nồng ha, không có nồng, rất là thích hợp cho các bạn làm văn phòng đi chơi luôn đó. Độ lưu hương tên 8 giờ nha các bạn, tại vì nó nâng cái độ tinh dầu lên rất là cao luôn. Rồi cái chai thiết kế nè rất là đẹp, cái tem thì nè tem bên hông nha. Đấy rồi bây giờ khui cái chai này luôn. Để rất là thích hợp cho các bạn mua làm quà tặng siêu sang chảnh luôn ha. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đấy, cái này là tinh dầu Pháp. Đây cái chai của nó, này cái tem của nó là tem dai, tem dai đúng các bạn. Cái tem này khó vỡ lắm. Đấy, cái tem của nó cứng lắm. Rồi bây giờ khui cái chai tem tem tem, ui đó cái chai của nó, trời ơi nó cứng, trời ơi nó cứng, ui ơi nó cứng. Đây cái chai này nó nhái theo cái nó nhái cái mẫu ha các bạn, cái chai này nó nhái theo cái mẫu này này, đây đây nó nhái theo cái mẫu này này ha, đó nó làm hơi khác khác ra cái vạch 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 vạch, nó làm hơi khác ha, hơi khác một chút này, nhưng mà nó nhái cái mẫu chai nè, chịu nổi không đó. Nhưng mà các bạn đừng có quan tâm đến nhái cái mẫu chai nha, các bạn quan trọng là cái mùi hương của mình có yêu thích hay không, và cái mùi hương của nó có chất lượng hay không đó ha. Đó các bạn, đối với các bạn mà sinh viên học sinh đó, đối với cái chai này 3-4 triệu thì sinh viên học sinh sao mà mua nổi. Đối với con nhà giàu nhà thì không nói rồi, những người mà ít tiền không có tiền thì sao mua nổi chai này, thì mình xài thợ xài đại ha, xài chai Kin đi đó, dòng nước hoa của Việt Nam. Khi nào mình đã đi làm mình có tiền rồi, mình muốn hưởng thụ cuộc sống thì mình mua những chai hàng Pháp, còn đối với các bạn ít tiền thì các bạn mua cái chai hàng của Việt Nam, ủng hộ Việt Nam, nó rất là đẹp, rất là đẹp luôn các bạn. Cái này là bọc da nè, cái nắp nó là bọc da đấy, rất là đẹp luôn. Check-in ở ở ở, ở phía đích của nó thấy không, đâu phải là cái chai nó làm rất là cực kỳ chất lượng luôn ha, khắc nổi chữ Cham luôn mới ghê ha. Rồi cái mã của nó, còn cái nắp nè,
Đó, khắc nổi chữ luôn mà. Ghê chưa? Cái chai cực kỳ đẹp. Chai cực kỳ đẹp luôn nhé các bạn. Cái bảng độ lưu hương cao này nè, nó hơi khác cái bảng cũ nha các bạn. Mới xịt ra cái mùi nó ngọt quá. Cái mùi này nó ngọt dễ chịu quá trời luôn. Hiện tại những cái chai mới, hiện tại bây giờ nước hoa mình xịt ra nó không có bị nồng các bạn. Mấy chai nào xịt ra không hề nồng nữa, thật ra nó cực kỳ dễ chịu. Vừa xịt ra nó có cái mùi ngọt ngọt dễ chịu lắm, cho nên những cái chai này phù hợp cho các bạn đi làm, nhân viên đi làm, văn phòng, đi chơi rất là thơm luôn. Đó, rất là thơm, còn nâng cái độ bảng tinh dầu lên, cho nên lưu hương tinh 8 giờ luôn, tha hồ mà đi chơi ha. Các bạn xịt một cái hai giọt hai bên ót thôi là các bạn đi làm mà lưu hương cả ngày đó. Xịt hai bên ót thôi các bạn. Nè, cái chai này mình xịt hai bên ót thôi, mình đừng có xịt vào cái chai cái tay như thế này nè. Đấy, rồi xong rồi chà 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 chà, sai nha các bạn. Đừng bao giờ mà xịt vô cái chà chà kiểu này nha. Các bạn đừng có chà chà như vậy ha. Những cái hạt tinh dầu á, nó bị phá vỡ đi á, thì không còn thơm nữa. Nó không còn thơm nữa, nó không còn cái độ ba tầng hương nữa. Đó, đừng có chà chà nha. Các bạn gái đa số là như vậy. Xịt thì chà chà như thế này. Đừng bao giờ chà nha. Mình xịt hai bên ót của mình hoặc phía sau cổ áo. Đó, là mình đảm bảo cho các bạn là lưu hương cả ngày. Đấy, chai rất là đẹp ha. Cái màu xanh dương ha, trắng trắng xanh dương cực kỳ đẹp ha. Hơi hơi ngọt tí ha các bạn. Để cái mùi này nè hơi ngọt tí rồi. Mấy chai này á, hình như giá dao động từ 850 cho đến 950 ha, 850 950, nhưng mà ở trên cái clip video này mình bán đồng giá hết 850 đi, 850 phi ship, thì bên mình có chiết luôn nghe các bạn. Mình đã khui ra rồi á thì bắt buộc phải chiết cho khách. Khách nào có yêu cầu mua chai chiết thì mình chiết nha, chiết 110 nha. Chiết 10 ml 110. Đó, mua chai lớn thì mình free ship, còn mình nếu mà các bạn mà mua chai chai chiết 10 ml á, chai chiết 10 ml đó kìa. Đây, chiết 10 ml như thế này thì mình tính ship nha. Tính ship nha. Còn mua chai lớn thì free ship, còn mua chai chai nhỏ để thử mùi hương thì mình sẽ tính ship nha. Đấy, ok. Rồi, rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ tiếp tục xe khui cái chai. Cái chai này hộp bự quá ha. Chai này hộp bự ghê luôn á. Rồi, cái chai này là cái phiên bản của Vuliti mẫu cũ. Rồi, các bạn xem cái mẫu mới nó thiết kế như thế nào nha. Bây giờ phải khui cái mẫu này. Đấy. Trời ơi, nó sang chảnh. Nó sang chảnh. Cái tem này nè. Cái tem quỷ này nè, nó chắc. Tại vì mấy cái tem trước nó hay bị đứt. Tem nẻ dai bà cố luôn. Trời ơi, cái hộp ở phía sau. Hộp phía sau thì có những cái thông tin hết nhé các bạn. Thông tin của nhà cung cấp. Nè, khui ra. Rút ra. Trời ơi, như một cái hộp quà. Ten ten ten. Ten ten ten. Wow. Cái này là các bạn mua tặng là siêu sang chảnh luôn. Trời ơi nó đẹp. Kinh khủng chưa? Không ngờ hàng của Việt Nam mà ra những cái chai mà chất lượng như thế này. Cái chai càng ngày càng đẹp nha các bạn. Giá dưới 1 triệu mà thiết kế ra cái hộp cái chai thôi là đã đủ sang chảnh rồi. Ha, đã đủ sang chảnh rồi đó. Thiết kế thì càng ngày càng đẹp. Ở đây có dòng thông tin là E là ba phân 100 ml. Trời ơi nó đẹp. Cham Vuliti 100 ml. Để cái nắp cái nắp của nó vẫn có chạm khắc của thương hiệu Cham. Nắp này nắp nhựa. Cái này nắp nhựa nha các bạn. 100 ml. Cả nhà mình á thì mấy bạn nam cũ khách quen nhà mình đã sử dụng qua cái chai Guditi này rồi á, thì sử dụng qua thử cái chai này nha. Thử dùng chai phiên bản mới. Chai mẫu cũ này á, nó chỉ có giá 650 à. 650 mà mẫu mới này nó tăng thêm độ tinh dầu thêm nữa. Cho nên á, và thiết kế cái hộp mới nè, sang chảnh hơn, cái chai đẹp hơn. Mà cái giá này nó tới 850 nha, 850. Mà các bạn mà quen mà đã xài mua rất là nhiều lần bên mình cái mẫu này rồi á thì bên mình sẽ giảm giá cho khách quen ha, giảm giá cho khách quen.
Đấy, cái chai nó đẹp bà cố luôn. Rồi, xịt qua thử coi. Cái chai này á, mình vừa xịt ra nó có tí mát ha, xịt ra nó hơi mát nha bạn, nó mát mát mà nó ngọt ngọt. À, cái chai này á là nó giống với tầng hương, với giống chai hương của cái chai này nè, để lấy cho các bạn xem. Đây, nếu mà các bạn đã sử dụng qua cái chai Gucci Guliti này thì các bạn có thể sử dụng qua cái chai của Charm này. Đấy, cái mùi hương giống với chai này nè các bạn. Hàng ra mình xịt, mình quên, mình xịt ra cái mùi hương y chang mùi này. Đó, mùi này cũng là cái kiểu nó cũng hơi mát mát mà ngọt ngọt nha các bạn. Đó, rất là phù hợp cho các bạn đi làm, đi chơi đều được hết tất cả luôn. Đi chơi đều được. Đó là Guliti. Đấy, chai Guliti. Đấy, thì nếu mà các bạn nào đã chưa xài qua thì các bạn có thể sử dụng mua 10 ml, các bạn thử, nếu mà ok thì các bạn mua chai lớn ha, không nhất thiết các bạn đã chưa biết mùi mình mua chai lớn thì nó hơi bị tiếc tiền ha các bạn. Rồi các bạn đây à, bây giờ các bạn có thể xem video của mình đó, các bạn có thể mua chiếc 5 ml, mình vẫn bán nha, một chai 5 ml, mua hết 3 chai luôn để thử 3 mùi hương, cái mùi nào thích thì mình mua chai lớn, mình vẫn chiếc 5 ml cho các bạn luôn nha, 5 ml luôn, 3 chai luôn là mình được 3 chai để về mình thử hương. Cái chai nào mà hương nhiều mà hương mình thích thì mình mua chai lớn. Thì các bạn nào mà khách quen rồi bên mình thì mình lúc nào cũng free ship và giảm giá hết, còn khách mới của mình thì mua chai lớn thì mình free ship, khách cũ mình lúc nào mình cũng giảm giá, mà giảm giá ưu đãi đặc biệt cho khách cũ của mình đó, là ưu tiên cho khách cũ của mình đó. Cho các bạn ngắm qua 2 chai nè, nãy cực kỳ đẹp ha. Đây, đi làm đi chơi đều được hết, phù hợp cho sinh viên học sinh văn phòng đều được hết. Thấy chai cực kỳ đẹp ha. À, hương mát, đặc biệt là hương mát hương biển thì xài chai này. Còn à, nếu mà cái chai này hơi ngọt ngọt tí ha thì các bạn có thể xài quả chai này. Còn chai này nè, vừa mát vừa ngọt một tí, vừa mát cả hương gỗ nữa đó, thì có thể xài qua chai này. Chai này là men ha, chai này đó, hương gỗ, hương gỗ, hương gỗ tươi mát và thêm chút ngọt thì chai này. Còn chai này thì nó hơi ngọt tí, ngọt cái tí thôi nghe, chứ không phải là ngọt nhiều đâu. Ngọt nhiều là cái chai kia đó, đó là 3 chai rồi. Ok, à, các bạn nhớ đăng ký kênh để khi nào mà có những cái clip mà mình quay những cái giới thiệu sản phẩm mới nó báo qua mail cho các bạn. Và các bạn, những bạn nào mà đã đăng ký kênh đó, thì rất là nhiều ưu đãi, và khách đã mua nhiều lần bên mình thì mình sẽ giảm giá và rất là nhiều ưu đãi cho khách quen bên mình luôn. Rồi ok, mấy bye, xin chào các bạn nhé.